Vua Quang Trung Nguyễn Huệ đường chính đánh chính quy trong vòng 7 ngày. Đặc điểm chung của hai nhân vật đó là họ tư duy táo bạo, hành động táo bạo và đầu tư táo bạo. Thì tại sao người Việt Nam chúng ta không dám tư duy táo bạo, và mình là người đầu tiên để làm cái điều này? Nếu cái này thất bại thì bạn có theo nó đến cùng không? Thất bại nhiều lần rồi, thì cho dù thất bại thêm một lần nữa thì nó cũng chỉ là một lần thất bại trong hành trình của tôi thôi. Nhưng mà Shark đầu tư vào, Shark thất bại, Shark ôm mồm. Anh đang trực tiếp làm giáo dục, có một cái chuỗi học viện đào tạo lập trình cho trẻ em và cũng đi đầu luôn, cũng đi đầu giống em nên là rất là đồng cảm. Khả năng là hai ông đi đầu gặp nhau đấy. Xin chào tất cả các Shark, tôi là Hồ Đức Hoàn, giám đốc và đồng sáng lập của Edu2Review. Tôi tới đây để kêu gọi số vốn 100.000 đô đổi lấy 1% cổ phần của công ty. Tôi đã có 5 năm hoạt động trong lĩnh vực là giáo dục. Để có thể đứng được ngày hôm nay ở đây với các Shark ấy, 7 năm về trước, bàn tay này là phải hốt phân chó để kiếm sống. Và đôi chân này tôi phải đạp xe đạp hàng chục cây số, giao từng tờ báo ở mùa đông tê tái âm 35 độ ở Phần Lan để mưu sinh. Và để có được chiếc xe đạp đó, tôi phải lượm từng chiếc xe mục nát dưới suối người ta vứt, đem về sửa lại. Qua những khó khăn đó tôi mới nghiệm thấy như thế này: chỉ có giáo dục ấy mới giúp tôi thoát nghèo được. Anh đã gặp em khoảng 2-3 năm về trước đúng không? Vâng. Thì sau thời gian đấy em có gì thay đổi không? Đối với đời trước thì bên em không làm sản phẩm về Edu2Review, mà bên em làm một sản phẩm gọi là đánh giá tín nhiệm, và sản phẩm đó là thất bại. Cái sản phẩm này là một sản phẩm hoàn toàn khác. Sản phẩm này là sản phẩm được xây dựng dựa trên cái đống tro tàn của hai thất bại đầu tiên. Edu2Review là nền tảng đánh giá các đơn vị giáo dục và đặt chỗ khoa học đầu tiên tại Đông Nam Á. Edu2Review giúp người dùng có thể tìm kiếm, đánh giá, so sánh chất lượng các đơn vị đào tạo một cách chính xác và nhanh chóng. Khát vọng của Edu2Review là mong muốn sử dụng công nghệ để nâng tầm nền giáo dục Việt Nam. Chúng tôi phấn đấu trở thành một EdTech Unicorn vào năm 2024. Xác thực review như nào em? Thứ nhất là trước khi phối hợp với một đơn vị thì Edu2Review sẽ cử một đội ngũ chuyên viên được đào tạo tới trực tiếp để lấy đánh giá từ học viên. Và cách thứ hai là thông qua những người học đã đăng ký đặt chỗ qua hệ thống thì chúng tôi sẽ gửi email tự động. Họ có thể là viết những đánh giá, chia sẻ chất lượng về trung tâm. Traction hiện nay như nào? Doanh thu GMV trong tháng gần đây nhất là đạt hơn 300.000 đô. Doanh thu lấy từ đâu? Nguồn thứ nhất là phí thường niên từ các trung tâm, và khoản doanh thu thứ hai là đến từ phí giới thiệu booking. Và hiện nay là doanh thu tháng gần nhất được bao nhiêu em? Doanh thu tháng gần nhất là 20.000 đô. Làm sao mà mình biết được là cái cộng đồng đánh giá này có khách quan hay không khách quan? Đối với cộng đồng đánh giá ấy, thì điều cốt lõi nhất là họ mong muốn tìm được nơi học phù hợp. Thì nếu mà họ không tìm được nơi học phù hợp như Edu2Review kết nối ấy, thì Edu2Review đã không đạt được con số hàng triệu người tra cứu thông tin hàng tháng và những cái lượt đặt chỗ nó cao như vậy. Thực ra lấy view thì không có khó, nó không đánh giá được cái vấn đề là cái chất lượng của cái trung tâm đấy. Giả thiết là khi tôi đăng ký mà bạn review là cái trung tâm này rất là tốt, nhưng tôi đến tôi cảm thấy không phù hợp với cái cách học của tôi thì có trả lại tôi tiền không? Hiện tại thì Edu2Review đã phối hợp với đơn vị để trả lại tiền cho học viên, hoặc là giới thiệu học viên đó với một đơn vị đào tạo. Giáo dục là đơn vị trả tiền cho bên em, thì muốn được nhiều học viên họ vào đấy, em có nhiều dân số thì em phải đẩy học viên vào đấy cho họ. Thì làm sao có cái sự công bằng ở đây? Chúng tôi vẫn luôn theo đuổi cái triết lý kinh doanh của mình là giúp cho người ta chọn học phù hợp, bởi vì cái mà Edu2Review hướng tới là một vòng đời học tập của một người từ nhỏ đến lớn, chứ không phải là chỉ một lần booking. Cái này phát triển thì mấy cái trung tâm mà tư vấn du học là phải đóng cửa đúng không? Thay vì đóng cửa thì tại sao Edu2Review không phối hợp với những đơn vị tư vấn du học tốt nhất để chúng ta cùng nhau nâng tầm nền giáo dục lên? Còn cái định giá của doanh nghiệp của bạn có cái gì đấy sai? 5 tỷ đô la là quy mô của thị trường giáo dục tư nhân ở Việt Nam. Edu2Review đã chứng minh được tính khả thi từ cái lượng truy cập, tham khảo các đánh giá, từ lượt booking tăng lên hàng năm. GMV đang tăng trưởng kép là 3,5 lần mỗi năm. Edu2Review đã trải qua 2 vòng gọi vốn thành công với tổng số vốn huy động lên tới 750.000 đô. Tháng 12 2018 trong vòng gọi vốn gần đây nhất với một quỹ đầu tư Hồng Kông và Singapore thì định giá công ty đã đạt 4,5 triệu đô. Và từ tháng 12 2018 cho tới nay, chúng tôi đã chứng kiến sự tăng trưởng lên tới 2,5 lần. Còn số 750.000 là cái gì? Em và các đội ngũ đã đầu tư vào dự án này là 1,2 triệu. Trong đó 750.000 đô là tiền mặt trực tiếp và 500.000 đô là lương thưởng quy thành cổ phiếu ESOP. Cái điểm hòa vốn của các bạn là bao nhiêu? Trong riêng phân khúc tiếng Anh chúng tôi đã hòa vốn. Và chúng tôi kêu gọi đầu tư để đầu tư trên các phân khúc ngôn ngữ khác. Làm sao các bạn tách được ra phân khúc? Bởi vì là cái chi phí cố định với cả chi phí back office nó phải chung, chứ làm sao bạn tách được ra? Chúng ta có thể tách được ở chỗ rằng là để mà làm một hệ thống ban đầu á, đó là một đầu tư ban đầu, nhưng chúng ta phải khấu hao theo những phân khúc mà chúng ta đầu tư vào. không hiểu lắm. Ở đây bạn nói là gì? 750.000 đô là tiền mặt và 500.000 đô là nhân sự đúng không? Vâng. Thế thì cái nhân sự là bạn tách ra là bao nhiêu nhân sự làm tiếng Anh, bao nhiêu nhân sự làm phân khúc khác à hay sao? Với mỗi cái phân khúc như vậy thì sẽ có một cái team gọi là team dự án. Team dự án này sẽ đánh cái nhiệm vụ là phục vụ là phát triển một phân khúc. Bên em là đã có mô hình nào trên thế giới đã thành công rồi và thành công đến lúc nào? Đây là đầu tiên ở Đông Nam Á, còn trên thế giới đây trên thế giới bên em cũng là mô hình đầu tiên. Thế sao nói luôn là đầu tiên trên thế giới nên là phải tuyên tố là đầu tiên trên Đông Nam Á. Trên thế giới mà họ chưa làm thì liệu của mình có đang làm một cái viển vông không? Thì xin phép kể một câu chuyện với các Shark. Trong lịch sử Việt Nam có hai nhân vật đặc biệt tôi yêu thích. Thứ nhất là danh tướng Lý Thường Kiệt và thứ hai là Vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Lý do Lý Thường Kiệt là người đầu tiên ở Việt Nam dám chủ động tấn công địch và đó là vang danh môn thủa. Vua Quang Trung Nguyễn Huệ đường chính đánh chính quy trong vòng 7 ngày. Đặc điểm chung của hai nhân vật đó là họ tư duy táo bạo, hành động táo bạo và đầu tư táo bạo. Thì tại sao người Việt Nam chúng ta không dám tư duy táo bạo và mình là người đầu tiên để làm cái điều này? Các nhà đầu tư núp sau em để xông lên như vậy nhưng mà liệu có khả năng là lăn ra không? Không startup nào, kể cả startup tỷ đô có thể đảm bảo thành công cho con đường tương lai. Ngày mai không chắc chắn nhưng mình chắc chắn những gì mình có thể có hôm nay và khát vọng của mình. Các Shark sẽ exit như nào? Thứ nhất là các nhà đầu tư mới họ sẽ mua lại. Thì một trong những kế hoạch huy động vốn của Edu2Review vào giữa năm 2020 là chúng tôi huy động vòng VC với giá trị là 5 triệu. Tóm lại là bán cho các nhà đầu tư vòng sau, truyền tay quả lựu đạn sang tay ông khác. Giải pháp thứ hai nữa là kế hoạch 2024 của chúng tôi trở thành một Unicorn và IPO. Trong số các Shark này tôi là Shark duy nhất ngồi 3 mùa và trên cái cơ sở cái con AI trí tuệ nhân tạo và trên nền tảng tích hợp mà Big Data mà chúng tôi có thì tôi thấy là bạn hình như đã nộp hồ sơ tham gia chương trình Shark Tank cả 3 mùa. Tại sao bạn lại yêu quý Shark Tank đến thế và tại sao những lần trước bạn lại bị loại từ vòng ngoài? Việc bị loại là một cái dấu hiệu rất là tốt cho thấy là mình làm chưa đủ tốt. Đối với bản thân tôi thì việc thất bại nó là một cái dấu chỉ đường. Nếu mà nó chỉ chỗ này sai thì mình quay lại đi chỗ khác và ngày hôm nay đã dẫn tôi tới đây gặp các Shark. Một trong những mục tiêu của tôi là trở thành một giám khảo Shark Tank trong 10 năm tới. Vậy nếu các Shark nhìn tôi như một Shark con để hỗ trợ thì tại sao chúng ta không bắt tay với nhau? Mình muốn hỏi bạn thêm một câu nữa để mình chốt cho nó nhanh. Nếu cái này thất bại thì bạn có theo nó đến cùng không? Thất bại nhiều lần rồi. Thì cho dù thất bại thêm một lần nữa thì nó cũng chỉ là một lần thất bại trong hành trình của tôi thôi. Nhưng mà Shark đầu tư vào, Shark thất bại, Shark ôm mồm. Nếu niềm tin giữa chúng ta đủ lớn thì chắc chắn rằng chúng ta có thể tạo ra một ảnh hưởng lớn. Bạn rất là sáng tạo và rất là đi trước đấy. Bạn cũng có cái nghị lực vươn lên, không sợ thất bại đấy. Cái định giá doanh nghiệp của bạn có cái gì đấy sai ấy. Cái thứ hai nữa là mùa này là mình cũng bắt đầu uống thuốc liều, đầu tư vào doanh nghiệp công nghệ. Tripme với Luxstay, hai cái quả này mình phải gặm xem là quả đắng hay quả ngọt đã. Xong rồi nếu mà bà có điều kiện thì ta sẽ gặp lại nhau sau. Nhưng mà mình chúc bạn thành công. Cảm ơn Shark. Tôi rất là ấn tượng với bạn. Bạn là một chàng trai trẻ, có rất nhiều năng lượng tốt, quyết tâm, khát vọng. Cái định hướng, cái chiến lược của bạn hoàn toàn đúng. Muốn đất nước phát triển thì cái nền giáo dục phải hàng đầu. Điều đấy không ai bàn cãi. Nhưng mà thực sự cái mà bạn đưa ra thì tôi thấy là bạn nói là cái app của bạn là tin cậy này, là tiện lợi này, là xác thực ấy. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn nghi ngờ điều đó. Bạn chưa thuyết phục tôi để có niềm tin trong đó. Anh rất ấn tượng về cái phong thái rồi con người và đội ngũ và câu chuyện của em. Anh nghĩ rằng là cũng là một startup tốt. Mặc dù là anh nghĩ là cũng chưa tìm được long mạch lắm đâu. Tất nhiên là anh có mơ ước. Như em nói là hiện nay đang là đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên là cái gì đầu tiên trên thế giới bao giờ cũng cực kỳ rủi ro. Thì về đội ngũ anh nghĩ là có năng lực và tâm huyết, có thể tin tưởng được. Rồi như em cũng nói là cũng đã có một số các nhà đầu tư nước ngoài trước, họ đã đầu tư, anh cũng quan tâm. Nhưng mà anh nghĩ rằng là cái mô hình kinh doanh này của em chắc là cũng sẽ phải pivot thêm. Chứ còn nếu mà đi theo cái riêng như này thôi thì có vẻ như là nó vẫn ngách quá. Mặc dù thị trường giáo dục là cực lớn. Thế thì Shark có đề nghị là một cái deal là 100.000 đô để đổi lấy 5%. Trong 100.000 đô này Shark có quyền put option. Vâng, cảm ơn offer của Shark. Nói là em thất bại nhiều lần rồi. Thế em đã có bao giờ thành công chưa? Em có đạt được rất là nhiều thành công. Thành công lớn nhất của em là gì? Thành công lớn nhất là hiện tại đội ngũ của em vẫn đang dồn vào Edu2Review, đạt được những thành công ban đầu, được quỹ đầu tư họ rót vốn, được đội ngũ tin tưởng và được cộng đồng chấp nhận. Thực ra cái đấy là cái điểm mà anh thấy là em đang hơi sung sướng quá đà. Tự tin quá. Nên biết là mình phải khiêm tốn, phải luôn luôn ở vị trí là mình đang học hỏi. Anh nghĩ là các bạn trẻ nên biết điều đấy. Cái mà anh đang nhìn thấy trong con người của em giữa kiên định và ngoan cố là một cái sợi dây rất là mong manh. Nếu mà một ngày nào đấy em thành công thì người ta sẽ bảo là em rất là kiên định, nhưng bởi vì em quá thất bại quá nhiều lần thì dẫn đến việc là người ta sẽ nhìn ở góc độ là ngoan cố. Ngày xưa em hỏi là anh tương thẳng luôn là cái business của em sẽ chết. Tại thời điểm này anh cũng nói thẳng luôn business em cái này không dễ dàng gì cả. Sau bao nhiêu năm gặp thì anh nhìn cũng không có quá nhiều thay đổi nổi bật. Tuy nhiên thì anh nghĩ là cái gì cũng phải có sự bắt đầu. Cái này đơn giản là anh muốn support để mà xem cố vấn tư vấn để đi cùng em thôi, nhưng với một cái valuation nó phải phù hợp. 100.000 của em ấy anh offer là 10%, đấy là offer của anh. Vâng, xin cảm ơn tất cả offer của các Shark. Vậy xin phép hội ý. Trước khi em hội ý anh còn thêm mấy câu này. Yeah. Đúng là em đã thất bại rất nhiều lần. Đấy, và em cần một người giúp em thành công. Anh nào đầu tư vào mấy cái nền tảng về giáo dục? Anh đang trực tiếp làm giáo dục, có một cái chuỗi học viện đào tạo lập trình cho trẻ em và cũng đi đầu luôn. Cũng đi đầu giống em nên là rất là đồng cảm. Khả năng là hai ông đi đầu gặp nhau đấy. Thực ra ấy, anh có thể rút khỏi cái offer này, nhưng cái lý do mà anh offer ấy, một là anh đồng cảm với em ở khía cạnh là một du học sinh. Cái thứ hai ấy, anh thấy em là người đã dám thay đổi. Chính vì thế bản thân business này, cho dù anh biết là 99% xác suất thất bại, 1% cơ hội thành công đi chăng nữa, thì cái này nó giống như kiểu là anh sẽ ủng hộ để xây dựng lên một giấc mơ xem là mình tiên phong có thành công hay không. Hiện tại thì bên em đang làm việc với một quỹ đầu tư nước ngoài. Đó thì tất cả cái valuation mà em đang gọi ngày hôm nay ấy là cái valuation mà bên em đang đàm phán với các quỹ. Anh biết là các quỹ đầu tư nước ngoài họ VC, nhưng họ chỉ mang lại cho em tiền thôi. Và đặc biệt là em nên nhớ, nếu mà đọc nhiều bài báo về đầu tư mạo hiểm ấy, thì anh nhớ không nhầm là đâu đó khoảng 80% các nhà đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực công nghệ là không mang lại giá trị tích cực cho startup. Nhưng anh là 20% trong số còn lại. Và anh là 5% trong số mà sẽ giúp em tìm được long mạch. Thôi để cho em đi tìm long mạch đi. Vâng, chắc xin phép các Shark một chút xíu. Không, nhưng em đoán cái trường hợp này 99% sẽ là chọn Bình, 1% chọn em. Đấy, em đoán. Xin phép các Shark thì những lúc chúng ta khó ấy, chúng ta sẽ có cái đồng đội đi cùng. Hello Sharks, my name is Austin Carter. I'm co-founder and chief financial officer of Edu2Review. So did I meet you before? Yes, I believe we did have a chance to meet. What is your problem right now? What is your most concern about the deal, the offer? So the biggest concern right now is around the price actually. And so, price. Yes, right? I think the structure is very simple, you know. Just forget the previous valuation, because what you care about is who can help you. We invest in you not only money, right? So I can. So we stay with you. If you think about our knowledge, our network, that is more than money. So I understand your difficulties. So that's why I can revise my offer. Still 100,000 for 5%, but that will be a future deal. Whereas, you know, I can give 100,000 to you guys in as a loan, and we have some term for the loan to return the money back to me. If I really deliver the value to you, then you know, offer me 5% for to convert that 100,000. How about that? Rồi, cảm ơn offer của Shark Bình. Vậy thì em đề xuất như sau: 100.000 đô convertible loan và 1 triệu đô là buy option, là discount 20%. Convertible loan thì hiện tại Shark đề xuất 5%, nhưng mà em đề xuất là 2,5%, nhưng mà bên em sẽ bù lại 2,5% theo dạng ESOP nếu Shark cảm thấy rằng là startup của Edu2Review tiềm năng như những gì chúng tôi đã cam kết ở đây. Khả năng gặp đúng tri kỷ ở đây. Ok, chơi. Vậy thì đồng ý với Shark. Ok. Xin phép còn Shark Dũng thì đối với Shark Dũng thì tôi xin phép offer 100.000 đô dưới dạng là convertible loan và lãi suất là 20%. Thì sau 6 tháng nếu mà Shark cảm thấy tiềm năng thì Shark có thể đầu tư vòng tiếp theo 1 triệu đô cũng discount 20%. Sau 6 tháng mà anh thấy không phù hợp thì anh lấy lại tiền hả? Chính xác như vậy. Thế 100.000 đấy nếu mà trường hợp mà anh convert sang share thì là valuation bao nhiêu? Thì vẫn là 2,5% cộng với 2,5% ESOP. Nghĩa là em muốn nhận offer của hai anh hả? Vâng, chính xác như vậy. Thôi quyết đi Dũng ơi, tâm đầu em với Bình đều tâm đầu ý không? Trông có vẻ đấy thôi. Cãi nhau từ đầu đến cuối thì tâm đầu ý. Thế là khoản vay 100.000 mà em đang offer là 20%. Và trong trường hợp anh convert là anh sẽ được... Nếu mà anh convert ấy, thì sẽ convert luôn khoản vay lệnh cái lãi suất ra một cái tỷ lệ mà em offer, có nghĩa là rất là lợi cho Shark. Còn nếu mà Shark quyết định không convert hoặc là qua quá trình làm việc với nhau chúng ta cảm thấy chưa phù hợp thì chúng ta có thể là trả lại khoản vay đó. Và Shark có thêm một quyền chọn, có thể mua tới đầu tư 1 triệu đô được discount 20% nếu mà Shark có thể thực sự cung cấp giá trị như Shark đã cam kết. Không, anh chả cam kết như kiểu anh Bình. Anh chỉ đơn giản là anh có gì anh chia sẻ, anh sẽ chia sẻ. Bởi vì anh sẽ không cam kết những cái gì mà anh không làm được. Anh Bình có đồng ý? Anh Bình yes rồi. Yes là vấn đề là anh Bình có đồng ý cùng đầu tư không? Đây là liên quan đến deal độc lập nữa. Shark là phải tranh nhau, phải cướp con mồi. Shark là ăn thịt lẫn nhau. Và bây giờ chốt lại là 100.000 đấy trước mắt là loan. Vâng, với 20% lãi suất. Đúng rồi. Và trong vòng 1 năm anh review, anh nếu mà anh thích đầu tư thì anh sẽ convert sang thành 5% cổ phần. Và anh có quyền một cái option để đầu tư vòng tiếp theo với up to 1 triệu nhưng với điều kiện là phải discount 20%. Vâng, chính xác như vậy. Ok. Rồi, chúc mừng hai Shark. Ok rồi, ok. Rồi. Yeah. I invest only because I impressed you guys. Cảm ơn Shark. Yeah. Yeah. Congratulations. Cảm ơn Shark nhiều. Cảm ơn Shark. Cảm ơn tất cả các